Hyundai Stargazer chính thức có thêm phiên bản X, trở thành MPV rẻ nhất Việt Nam với giá chỉ từ 489 triệu đồng. Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024, Liên doanh ô tô Hyundai Thành công Việt Nam HTV đã chính thức bổ sung phiên bản X cho dòng xe Stargazer. Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer 2024 được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, X và X cao cấp. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này lần lượt là 489 triệu, 559 triệu và 599 triệu đồng. Riêng hai màu trắng M và vàng M sẽ có giá bán lẻ cao hơn 3 triệu đồng. Như vậy, so với trước đây, Hyundai Stargazer 2024 có giá khởi điểm rẻ hơn đến 86 triệu đồng. Đồng thời, Hyundai Stargazer cũng trở thành mẫu MPV có giá niêm yết rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Với giá bán hấp dẫn này, doanh số của mẫu MPV cỡ nhỏ nhà Hyundai dự kiến sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới. Hyundai Stargazer X là mẫu MPV được phát triển trên nền tảng của Stargazer đã được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022. Đây là mẫu xe được Hyundai nghiên cứu và phát triển theo phong cách SUV mạnh mẽ và đa dụng hơn. Bên ngoài, Hyundai Stargazer X sở hữu thiết kế khá táo bạo với kính chắn gió vắt liền mạch, với nắp capo kéo dài. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt thiết kế mới tạo hình 3D mạ chrome và nắp capo dập nổi tạo nên vẻ gân guốc, mạnh mẽ. Ngoài ra, phần đầu xe còn nổi bật với cản trước có thiết kế hình chữ X và các hốc gió trước hình thang. Ở bên hông, Stargazer X sở hữu vòm bánh xe vuông vức và mâm xe hợp kim phay xước hai màu với kích thước 17 inch, đi kèm lốp 205, 50:17. Riêng Hyundai Stargazer tiêu chuẩn sẽ dùng vành 16 inch giống trước đây. Trong khi đó, khu vực đuôi xe gây ấn tượng bằng cản sau thể thao hơn và cánh gió mui cỡ lớn hơn. Những trang bị còn lại của Hyundai Stargazer X vẫn giữ nguyên như trước, bao gồm đèn pha LED toàn phần tách rời, với dải đèn LED định vị ban ngày trải dài toàn chiều rộng, cụm đèn hậu tạo hình tam giác, nối liền với nhau thông qua một thanh đèn LED tạo thành logo chữ H khổng lồ di động, tay nắm cửa mạ chrome với nút bấm đóng mở khóa thông minh, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan. So với Stargazer tiêu chuẩn, Hyundai Stargazer X sở hữ chiều dài và chiều rộng đều tăng 35mm, trong khi khoảng sáng gầm được cải thiện 15mm. Cụ thể, xe có kích thước lớn dài rộng cao lần lượt là 4495, 1815, 1710mm và khoảng sáng gầm 200mm. Với chiều dài cơ sở 2780mm, Hyundai Stargazer X đi kèm không gian nội thất khá rộng rãi với 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi. Ghế của xe được bọc da với đường chỉ màu đỏ, kết hợp cùng chất liệu nhựa cao cấp trong xe. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với phần viền được làm gọn gàng hơn. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu MPV này gồm có sạc không dây chuẩn kỳ tích hợp hệ thống làm mát với công suất sạc 10W, hệ thống âm thanh Bose 8 loa với ampli rời, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, vô lăng tích hợp các nút điều khiển, cổng sạc USB, 31 vị trí chứa đồ, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh và khởi động từ xa thông qua nút bấm trên chìa khóa. Chức năng này giúp tài xế có thể làm mát xe trước khi vận hành. Tuy nhiên, điểm nhấn của Hyundai Stargazer X nằm ở phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold mới. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung phanh đĩa sau và cảm biến va chạm trước mới. Gói công nghệ an toàn chủ động Smart Sense của Hyundai cũng được trang bị trên Stargazer X. Gói này bao gồm hệ thống hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm trước, hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, đèn tự động thông minh, cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo mệt mỏi cho tài xế. Ngoài ra, xe còn có hệ thống điều khiển hành trình Cruiser Control, đèn chiếu sáng tự động, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống quản lý thân xe. Động cơ của Hyundai Stargazer X không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng Smart Stinger 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít với công suất 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng trên phút. Động cơ đi với hộp số vô cấp biến thiên thông minh IVT và hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Stargazer X có 7 tùy chọn màu, trong đó có 5 màu cơ bản là trắng, đỏ, đen, bạc, xám ánh kim và 2 màu đặc biệt là trắng mờ, vàng mờ. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ đầu tháng 5 năm 2024.